Nút giao An Phú là một trong ba dự án được cho là khi hoàn thành sẽ khơi thông cửa ngõ thành phố Hồ Chí Minh, đang được thành phố đẩy nhanh thủ tục để cuối năm khởi công. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông thành phố Hồ Chí Minh, chủ đầu tư cho biết để giảm bớt áp lực giao thông tại khu vực này, dự án nút giao An Phú có tổng vốn đầu tư 3.770 tỷ đồng sẽ được khởi công ngay trong tháng cuối cùng của năm và hoàn thành vào tháng 4 năm 2025. Trong tháng 11 này, dự án sẽ tiến hành đấu thầu các gói thầu xây lắp để kịp khởi công vào tháng 12 tới. Công trình với thiết kế 3 tầng gồm hầm chui 2 chiều nối cao tốc thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Dây với đường Mai Chí Thọ phía hầm Thủ Thiêm, kéo dài qua nút giao Mai Chí Thọ - Đồng Văn Cống. Trên cao xây 2 cầu vượt, trong đó một cầu chữ Y nối đường Mai Chí Thọ phía xa lộ Hà Nội và đường Lương Định Của với đường cao tốc, một cầu rẽ phải từ đường cao tốc vào đường Mai Chí Thọ phía xa lộ Hà Nội. Nằm ở cửa ngõ phía đông thành phố Hồ Chí Minh, nút giao An Phú có lượng xe cộ rất lớn, thường xuyên ùn tắc do là nơi giao nhau của ba hướng giao thông quan trọng như cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây kết nối với miền Đông, đường Mai Chí Thọ kết nối về miền Tây và đường ra vào cảng Cát Lái.